Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Công Quê TV. Chào mọi người nhá. Anh em mình đang hái rau các bạn ơi. Hôm nay tranh thủ là xin ít rau mồng tơi đây này, chỗ này tốt rồi kỵ. Tí anh em mình ăn nhé. Mà rau mồng tơi đấy là phụ họa thôi. Hôm nay anh em mình có làm tí lại ăn lẩu các bạn ạ. Đang tranh thủ là những cái ngày mát mát này này, trời mưa. Không mấy nữa vào hè chắc là không chế biến những cái món liên quan đến lẩu được nên tranh thủ và ăn lẩu nhiều nhiều vào. Hôm nay thì anh em mình chuẩn bị được một trong những món rất là bổ nhá, rất là ngậy luôn. Mà phải thịt khoảng chỗ của anh em mình đang hiện có ấy, phải thịt khoảng mấy chục con bò mới có được chỗ đấy, chỗ thực phẩm ngày hôm nay các bạn nhé. Hái rau đã xong là anh em mình quay cho các bạn xem. Biết cái gì không chị? Biết. Cái gì? Sau. Cái bảo mấy chục con bò mới có cơ mà. Không biết. Em có rau rồi, giờ anh có gì cho ra đi. Đây. Anh Yên đang sơ chế cái món của từ mấy chục con bò ra đây các bạn ạ. Đây đây mọi người. Đấy. Gì đây? Chào mọi người nhá. Hôm nay em mình có đặt được cái phần này là phần gọi là phần tủy bạn, tủy xương sống bò đấy. Đấy, một cái dây đoạn xương sống chắc được bao nhiêu cái này đâu đúng không? Đấy. Nhưng mà chỗ này nó phải rơi vào tầm cỡ trên chục con bò. Mình bảo đấy. Mấy chục con là không phải rồi, trên chục thôi con thôi các bạn. Nhưng mà mỗi con bò nó chỉ được rơi tầm mấy đoạn này thôi. Rồi, các bạn này nhìn hấp dẫn chưa? Thế đúng món đại bổ món luôn. Này là thật toàn đại bổ luôn mọi người nhá, ăn ngang với ốc luôn này. Nó còn nó là cái nơi sản sinh ra máu. Đấy. Máu với lại thì chắc là chắc chắn là sẽ rất kiểu đấy. Đúng mình, nói chung là mình cũng không phải là bên y học cho nên mình cũng không nắm bắt rõ, cho nên mình chỉ biết là ngon ra. Bổ đúng không? Ngon và bổ. Ủa nhiều đấy các bạn ơi. Nhìn đây. Bây giờ mình sẽ làm sẽ bây giờ phải làm mình có phải bóc cái đỏ đỏ đi máu mới các thứ đi không anh? Chẳng không không cần bóc đâu. Rửa đây. Rửa qua xong rồi chúng anh em mình sẽ cắt khúc nhỏ nhá mọi người. Ví dụ như cả cái này thì nhặt này. Cái tiết đọng này thì bỏ đi. Bám quá thì bám bên ngoài thì bỏ. Đấy, hôm nay thì anh em Công Quê nhá sở hữu rất nhiều tủy bò đấy, cực kỳ là bổ nhá. Chế một món lại liên quan đến lẩu các bạn. Bác đã ăn lẩu tủy bò bao giờ chưa? Này nhà mình sẽ làm món này nhá mọi người nhá. Ok. Lần đầu tiên ăn đấy. Chưa thì hãy xem video và đừng quên cho anh em Công Quê một like, đăng ký kênh, chia sẻ nhá. Xác nhá. Lần đầu tiên của năm nay ăn lẩu ăn tủy bò mọi người. Đúng rồi đấy. Nhiều chưa? Ok anh em mình rửa cho thật sạch nha. Hết cái tiết đọng đi thì tí nữa nấu, mình có nấu thì nó đỡ bị ra cái màu tiết và cái nước dùng. Đúng rồi, bây giờ thì kỵ sẽ hộ anh em mình rửa cái này nhá. Để mình ra xem cái vườn rau hái thêm ít rau nữa vì ít mùng tơi là vẫn chưa đủ ăn các bạn ạ. Cứ rửa sạch sạch đi. Cái này bóc cái đấy thì được thôi, em bóc bỏ những cái này này. Cái dây tiết động này mình bỏ đi. Đấy, cái đấy thôi, còn cái nào mà sạch như cái này rồi thì thôi không cần này. Rồi. Bọn em mình đang ra hoa và quả nhá. Hôm nay nhà mình sẽ hái thêm ngọn bí để tí nữa ăn cùng. Thả được đúng không? Ra vườn rau anh em mình kiếm thêm tí. Cái ngọn bí nữa. Mà đây, dưa có quả này, có quả nhỏ xíu luôn này, hai quả dưới tận dưới gốc luôn. Tận nhanh thứ hai thứ ba đã ra quả rồi, dưa này siêu quả hay sao mọi người. Hái thêm ít rau rồi anh ạ, em nghĩ là rau thì mình ăn là phụ thôi. Đúng rồi, được. Chúng vẫn phải đào hái thêm tầm cỡ được mấy ngọn nắm rau bí đi. Mình có rau mồng tơi rồi, rau bí rồi đấy, toàn tự của mình ăn rất là an toàn. Bí còn leo lên ngọn vải đây này. Cứ thế mà hái mọi người. Đó. Rau không phun, rau sạch luôn. Anh em Cơm Quê có rau sạch nha. Ngon. Muôn mởn. Thế tí nào mình nhặt rau ấy các bạn. Cái này nhà rau bí nhặt lâu lắm. Đấy, em kỵ em đã làm sạch cái phần tủy này cho anh em mình rồi các bạn ơi. Bây giờ anh em tầm này thôi. Chuẩn bị cái nguyên liệu phụ của bên này để làm cái món ngày hôm nay mọi người nha. Xin chào anh ạ. Các em vừa đi lấy ga về làm quả ga để anh em mình tí còn có lửa nhúng được rau. Có nồi lẩu các bạn ở trên này không có điện. Anh em mình vẫn chưa lắp được điện các bạn. Điện nó chưa về núi. Gọi người ta đến lắp công tơ ra nhưng mà họ đợi qua cái mùa hè này đã. Hơi xa các bạn.
Điện nó chưa đấy. Về bản anh em mình phải đi đổi quả ga, tí nữa không có cái gì ăn. Các bạn nhìn cái này rất là ngon mắt các bạn ạ. Ban đầu kỵ nhìn qua bảo lòng anh ạ. Nhưng mà lòng, không phải lòng đâu. Tủy. Đấy, còn chế biến cái lẩu tủy bò này như thế nào thì các bác cứ xem video nha. Tí anh em mình sẽ giới thiệu nguyên liệu và cách chế biến một thể. Thì rất là muốn chia sẻ đến các bác là những cái món ăn nó đơn giản nhất, gọi là dân dã và có thể các bác chế biến ngay tại nhà được ý. Thì không phải quá nhiều phức tạp đâu. Thi thoảng làm một vài cái video đắp lò hay đào lò thì nó thi thoảng làm thôi. Vì đứa mà chia sẻ cái đấy các bác xem thì vui mắt đấy, nhưng mà để mà làm thì cũng cách rách các bạn ạ. Làm một cái lò anh em mình dùng được vài tháng rồi các bạn. Ngày nào anh em làm lò đó. Ok, bây giờ thì chuẩn bị bắt tay vào để chế biến nhá. Ok luôn. Rồi, cái nguyên liệu phụ hôm nay anh em mình dùng đây mọi người nhá. Đấy, xả này. Thì thêm một trái dứa ăn cho thơm nhá. Đấy, bên này gừng, hành khô, tỏi nhá. Đấy, đặc biệt mọi người cứ bảo tại sao mình cứ phải gừng, hành khô, tỏi. Thì cái này là nói chung là về ẩm thực những cái nguyên liệu phụ này sẽ không thể thiếu được. Ví dụ như những món là nó lại càng hợp với lại cái món cái nguyên liệu phụ này. Châu tỏi bò gừng anh em mình ở đây nó là tỉ bò các bạn ạ. Có cả gừng cả tỏi luôn. Nguyên liệu này cũng khác với mình chính ấy. Phải có. Nó đi sâu vào lòng miệng mà của mọi người ạ. Gừng nghĩa các thứ là các bạn đều băm nhuyễn ra để làm nước dùng đúng không anh? Chứ không phải là cần phải ướp đâu đúng không? Vâng, anh em mình làm nước dùng nha. Còn cái phần tùy bò kia tí nữa anh em mình sẽ thái vừa miếng xong là làm thế nào cứ theo dõi kỹ video. Ok, xong rồi bây giờ anh em mình sẽ đi thái cái phần tủy bò nhá. Xong là anh em mình sẽ đi đun nước dùng. Đó, tủy bò anh em mình sẽ thái khúc vừa méo này. Cái phần vỏ ngoài này thì chắc là nó sẽ hơi dai dai tí, nhưng mà như thế này thì anh em mình cũng có thể nhai được. Nên bác nào mà không thích cái phần vỏ này thì cũng có thể bóc đi. Nhưng mà nếu mà để dai dai này thì khả năng hơi khóa đấy, hơi khó ăn đấy. Nhiều dã man các bạn, nhiều đó. Nhưng là ăn cái này thì nó cũng nhanh mấy ngán lắm mọi người nhá. Mọi người ở đây là anh em mình còn quay video, chứ còn nếu mà mọi người ở nhà thì có mọi người có thể là chung là 5 lạng, 1-2-3 lạng cũng là ok rồi để mà một người ăn đấy. Anh em mình sức ăn thì cũng hơn, với cả là làm video thì các bác biết rồi, nó phải nhìn nó phải đầy đặn một chút, chứ còn hoén 2-3 lạng thì nhìn buồn mắt lắm. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ làm nước dùng mọi người nhá. Đấy, cho dầu ăn vào chảo cho nó nóng dầu lên, xong bắt đầu anh em mình phi nguyên liệu phụ lên. Đây. Phi nguyên liệu phụ đây. Đấy. Cái phần nguyên liệu phụ này, đó. Hành khô, xả, đấy, mình cho cả ớt quả luôn nhá. Vì anh em mình để đấy cho em vị em thích. Đấy, tỏi gừng nữa. Đấy, cho hết vào phi thơm lên. Dứa thì tí nữa anh em mình xem sao. Nước mắm nha, hôm nay mình lấy độ mặn bằng nguyên mắm luôn nha. Mình sẽ cho nhiều một chút, tí nữa anh em mình cho nước nữa. Tiếp theo anh em mình sẽ cho tỉ bò vào để đảo nha mọi người nhá. Đấy, nhìn ok chưa. Anh em mình sẽ không sợ cái tỉ bò này bị nát ra vì anh em mình vẫn để cái màng nó chuẩn đấy, thoải mái nhá. Đào hồ mình đảo thì có bóc màng thôi, thì sợ nó nát thôi. Ok chưa, bây giờ mình cho thêm gia vị nữa nhá mọi người nhá, ngũ vị hương nhá mọi người nhá. Đấy, anh em mình sẽ cho vào đây là hai gói nhỏ. Đấy, mọi người nếu mà không thích cái mùi ngũ vị hương có thể cho một gói thôi. Rồi, em cho thêm dứa nữa nhá. Đấy, dứa này, sa tế này, hạt tiêu. Đấy, hạt nêm, mì chính và đường nha mọi người nhá. Rất là ok rồi, bây giờ anh em mình sẽ đảo đều lên và cho thêm một chút nước nữa là ok nhá.
nhìn lại thấy béo ngậy hấp dẫn rồi các bạn ạ. Ok luôn rồi đấy, mọi người mà xào múc ra như này gọi là xào dứa luôn ăn cũng được, ok rồi này. Vừa cái nồi lẩu anh em mình làm, anh mình vui nồi này anh em mình ok đấy này, ăn hơi nhiều người được đấy, thoải mái thoải mái dỡ rồi phức luôn mọi người ạ. Từ đây các bác đun thì cũng vừa tầm thôi vì nó cũng nhanh chín mà tí là chín luôn này. Đấy nha, được tí thôi. Các bạn nhá. Rồi, mình sẽ múc ra nồi luôn qua đây. Lên bếp lẩu các bạn nhá. Rồi. Qua đầy đặn luôn. Rồi, múc nha. Mùi hai con tôm. Nồi này mới được hai cái nồi lẩu bình thường các bạn nhá. Ok. Rồi, ra thưởng thức các bạn ơi. Wow. Rồi, mời các bạn vào mâm với anh em cơm quê nhá, món lẩu tỉ bò. Các bạn nhá. Giá này thì anh em cho trần ở đây thôi. Thả ít rau vào cho nó xanh 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 tí. Mình gắp miếng này trước luôn. Đấy, dùng luôn xem là xem cái chất lượng của cái tỉ bò ngày hôm nay như thế này. Mời anh em nhá, mời mọi người nhá. Trong miếng của anh em mình nóng ấy. Ngậy. Cái này nó gọi là béo ngậy luôn à. Gắp ra, gắp tỉ ra cho nó ngậy. Thế chưa, gắp chưa. Chơi kiểu này này. Ngồi xúc ra. Cho nó xuống hẳn đi, cho nó chân giá. Cho vào bát. Xong rồi múc cả tỉ vào bát. Xem ăn lần này ngon hơn lần trước không? Mọi người nhá. Ăn tùy bò với giá trần này sao? Thì nhức cái nách luôn mọi người nhá. Ăn tùy bò với giá trần thì thôi, xong rồi. Nhức cái nách luôn. Tối nay về vợ mai thấy vợ mãi yêu. Không ăn mà bạc chết rồi đấy. Hấp dẫn hơn đấy mọi người ạ. Đúng là cái món này ông ăn bà khen thật. Lên tủy. Lên tủy. Lên em nó. Thật toàn đem bổ. Rồi cho thêm tủy vào lại chứ. Này trái dài tí nữa anh ạ. Cái này nó co vào. Một miếng vào đấy. Hơi bị bé. Ít đôi lên các bạn. Rồi, ít đôi lên. Rồi mời bạn nha. Cho thêm cả ớt và còn cho hàng vào. Sắp cho mấy tủy. Như thế này. Ôi béo ngậy luôn các bạn. Cái đây rồi, phê luôn. Đây à, quả ớt đây đúng rồi, thả ở trong cái thật nó. Ăn được xem. Chỉn chắc là nó cay hơn. Hết chín chất cay rồi. Cay rồi. Ăn quả ớt không nấu thì mới đợi cay. Nó ra hết nước rồi còn đâu. Thế nào? Không cay đúng không? Cay làm sao nữa. Đấy, đợt này hiện tại vẫn đang mát trời các bạn nhé. Nên ngồi mới thoải mái được. Còn không thì cũng hơi bị nóng các bạn ạ. Đây. Ngon đấy. Mặc dù là thời tiết bên ngoài vẫn đang nắng nhá. Mưa hứng nắng thôi. Nhưng mà thời tiết mưa như này thì anh em mình ăn lẩu là hợp lý hơn. Chứ còn nếu mà đúng mùa hè thì anh em mình không chịu luôn. Bỏ tay luôn. Ướt áo rồi. Ăn rau ngóc. Tủy bò này cộng thêm rau ngóc này. Tiết trở mặt những liều cũ vậy.
đang năm mưa nghe anh em ngồi đây là đang định ra ngoài trời nắng và nắng luôn, đang báo mưa lâu dài đấy nhưng mà không biết bão lại hừng nắng. Nắng phát anh em mình làm series đi bắt bớ không bạn, bắt rắn biết lâu lắm rồi. Ồ con này cho nó ngóc à, được không anh? Nó đây được nước quá, nước cực ngọt rồi. Đã chỉ cần nữa nó ngọt quá không? Đây bạn làm nhiều bà chị rồi. Đúng tùy. Đây anh múc cho Sơn bát. Không được rồi, để em gắp đây. Anh múc bát cho nguội. Đây. Chấm mắm ớt tiêu hành. Ôi, múc bát dã man đây. Đấy. Thank you anh. Đấy. Đây. Mời bác nha. Múc nhiều nhiều ra cho nó nguội. Ui. Con này nhức cái nách luôn. Giá mình đợt này nó thấy nó chín hơn, mình cho rắc giá lên trên chốc rồi. Ui. Đấy. Không lại làm. Cái nước này, cái tủy này đun ngọt thực sự luôn. Ngậy lắm các bạn. À cái tủy này ấy, thì nó không bị nát các bạn ạ. Này nó, cái nó không bị dai nữa. Cái màng đun kiểu như này thì lại không bị dai, nó lại kiểu ăn nó rất là vừa tầm. Nó săn vào chứ không phải là bị nát hẳn ra. Đấy. Mà cực kỳ béo nhá. Ngậy. À, ngậy luôn. Ăn nó gần như ốc mà. Nhưng mà nó rắn hơn ốc. Rắn hơn, chắc hơn. Mình thấy là ăn cái này mà bác nào mà kiểu ăn hơi bị kiểu là ăn ốc hơi bị ghê ấy, thì ăn cái này thì mình nghĩ là hợp, thấy hợp lý hơn này. Mà ngon này. Này nó còn một cái màng nữa cơ ở ngoài nữa hay sao ấy. Nếu không nhầm là nó sẽ còn một cái lớp bọc nữa cơ. Thì nó sẽ cái đấy nó sẽ giòn và dai hơn. Nghĩ là cái này hết rồi đấy. Đấy là kỵ là cũng sạch rồi. Tuyệt vời. Đường viện. Ngon hả? Múc tiếp đi em. Nhưng mà món này không bổ, không ngon thì còn món nào bổ, món nào ngon nữa. Chính xác, ông ăn bà khen nhá. Các bà xem được video này, cứ nấu kiểu này cho ông. Các ông. Cái giá này nhiều cũng tốt phải không? Cái này không giá này à? Ngốc à? Một tuần ăn bữa thôi. Giá đỗ này thì nếu bạn là tốt cho sinh lý của đàn ông. Bạn nào mà học sinh lý không được tốt lắm, điểm không cao thì ăn nhiều giá đỗ mà. Chuẩn bị ví dụ như mai thi thì ăn giá đỗ này, đỗ hàu thì, hết trứng thịt cá trứng đó, đỗ xanh đỗ đen hết, đỗ vàng hết rồi nhé. Cứ ăn đỗ là đỗ ngay. Ngon xinh xích hết được các bạn. Nên múc cho bác ăn hết ngay. Món ngon béo ngậy, ăn kèm với cả rau ngon, húp nước cũng ngon. Rau bí, rau tơi bí. Tất cả các loại rau ngóc ăn được hết. Cái này mà đúng mùa đông thì là được. Nồi lòng này thì quá đẳng cấp luôn. Chuẩn bị đi thi thì ăn tí giá đỗ xong ăn tí rau bí nữa để hơi biển. Đỗ làm thì bí nhưng mà lại đỗ à? Nhìn chung là món này ăn là tuyệt vời các bạn ạ. Làm cũng dễ. Ngon. Wow. Một ý kiến kỳ. Ông này ăn chả hay nói gì. Sao mà anh vẫn nói được, ông này nó điêu. Nói chung là ít nói. Ăn liên tục cái gì đâu mà nói được. Không. Các bạn bảo là kỵ bảo là thích làm video nhưng mà chả thấy nói cái gì bao giờ. Hỏi đi mới nói thì làm sao mà làm được video được đúng không? Nói chung là phải muốn làm video ấy thì phải nói nhiều một chút, phải giải thích, phải nói trước cho mọi người nghe được chứ không phải là hỏi thì mới nói thì làm sao mà cầm cái video là không nói gì thì ai xem đúng không? Mỗi lần đi quay làm trước một lít đúng rồi thì, sẽ nói nhiều hơn, làm tí nước nói. Kỵ đấy cứ phải uống rượu và bắt đầu mới nói các bạn. Vlog là người say. Người say vlog. Không say không nói chuyện. Rời. Vlog hết rượu quay lại im luôn. Đúng rồi. Ủa, tiếu gì mà tiếu à?
muốn nói thì lại uống tiếp, lại làm thêm một cốc nữa, lại nói tiếp, nói liên tháo luôn. Tiếp tục quyết liệt mọi người. Nhiều chất đấy các bạn ạ. Nói chung là ăn cũng được bao nhiêu rồi. Nhiều. Hết cần biết xả đi đâu. Là nếu mà làm mà tầm bằng chỗ anh em mình đang làm thì các bác phải rủ thêm hai người nữa, tổng 6 người ăn. Thì may ra thì mới hết được chỗ tùy này. Gọi là vừa tầm đấy. Ăn này nó bổ. Nói chung là lai dai lúc nữa thì cũng hết rồi. Nhiều chất. Thập tuần lại bổ luôn. Đó anh em hôm nay có món tủy bò lẩu các bạn nhé. Lẩu tủy bò nha các bác, xem video thì đừng quên cho anh em một đăng ký kênh, like, chia sẻ và để lại bình luận nhé. Ủng hộ anh em không quên mua hàng số điện thoại bên góc màn hình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào mọi người nha.